Sơn Tùng MTP chơi chọi, diện áo choàng đông hát giữa mùa hè. Một mình Sơn Tùng chơi chọi với phong cách thời trang mùa đông giữa mùa hè, khác biệt hẳn với các ca sĩ khác. Tối ngày 24 tháng 6, Sơn Tùng MTP khiến hàng nghìn khán giả thủ đô Hà Nội thấy lạnh khi mang tới không khí mùa đông giữa mùa hè oi ả. Sơn Tùng MTP luôn chơi chọi trong các sự kiện âm nhạc. Tối ngày 24 tháng 6, tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội, nam ca sĩ diện áo choàng hát giữa mùa hè. Bất chấp thời tiết oi bức, cộng với sức nóng từ hàng ngàn khán giả đổ về đêm nhạc, Sơn Tùng vẫn mang tới cảm giác của không khí mùa đông. Anh diện áo khoác mùa đông rất ngầu, mang đến ba bản hit Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Nơi Này Có Anh, Em Của Ngày Hôm Qua. Giọng ca gốc Thái Bình tạo nên không khí sôi động gần cuối chương trình. Đúng như chia sẻ của nam ca sĩ, mỗi nơi đều cho Tùng có nhiều ấn tượng khác nhau. Riêng Hà Nội, đó chính là sự cuồng nhiệt của các Sky. Thực sự Hà Nội luôn tạo cho Tùng rất nhiều cảm xúc khi biểu diễn. Giọng ca không phải dàn vừa đâu đã tạo dấu ấn khó quên với khán giả Hà Nội. Đầu hot của Sơn Tùng MTP được chứng minh bằng việc các fan nô nức mang theo banner ghi tên anh trên hàng ghế khán giả. Trước không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ, Sơn Tùng tiến gần hơn đến khu vực dưới sân khấu. Anh muốn giao lưu nhiều hơn với khán giả. Một fan nữ quá cuồng nhiệt đã lên tới gần khu vực sân khấu để mong chụp hình cùng thần tượng của mình, khiến lực lượng bảo vệ phải can thiệp. Có thể nói, nhân viên an ninh đã phải vất vả trong việc bảo đảm an toàn cho Sơn Tùng MTP khi rất đông khán giả tràn lên. Đáp lại tấm lòng của fan, nam ca sĩ không quên gửi lời cảm ơn khán giả. Tùng rất vui khi ngày hôm nay đến đây, thấy mọi người đến đông như thế này để ủng hộ cho các anh chị em nghệ sĩ. Không gì vui và hạnh phúc bằng, chỉ biết gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất từ trái tim gửi đến khán giả Hà Nội. Bên cạnh sức nóng từ cái tên Sơn Tùng MTP, chương trình ca nhạc còn có nhiều ca sĩ nổi tiếng khác như Hồng Nhung, Trung Quân Idol, Dương Hoàng Yến, Rimatis, các nghệ sĩ hài như Công Lý, v.v. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!